ta là thiên tài tuyệt thế duy nhất trên thế gian dùng kiếm nghệ để nhập thánh. Một kiếm có thể chém từ Thanh Sơn đến Bắc Môn, nhưng vì không có linh căn nên không thể tu luyện, khiến tất cả mọi người đều nghĩ ta rằng chỉ là một phàm nhân bình thường. Thế nhưng điều mà bọn họ không ngờ tới chính là ta lại chính là Trấn Bắc Vương từng uy thế ngập trời. Và theo việc ta sau 8 năm lại một lần nữa bước vào hoàng thành, hoàng thành yên tĩnh bấy lâu nay lại một lần nữa trở nên ám lưu dũng động. Ngươi là thiếu gia? Nam bá, mẫu thân ta đâu? 8 năm trước bị Nguyên Chiêm Bảo triệu kiến, phu nhân liền chuyển về trường công chúa phủ rồi. Sau đó nghe nói ngươi được Vạn Đạo Sơn cứu, lão nô cũng từng đến khuyên phu nhân đón ngươi về, nhưng phu nhân không nói gì. Khi đó, khách khanh và thuộc hạ của vương phủ đều bị phu nhân cho lối hết. Lão nô cũng là hữu tâm vô lực, không bằng cứ để ngươi ở lại Vạn Đạo Sơn, vẫn an toàn hơn một chút. Nam bá, phiền ngươi đi thông báo cho Vương Cảnh Hiên, bảo hắn đến Trấn Bắc Vương phủ gặp ta, ngày mai ta không gặp người khác, hậu quả tự chịu. Đường đường là Trấn Bắc Vương phi, ai cho phép nàng ta tự ý quay về trường công chúa phủ chứ? Thiếu gia, trường công chúa dù sao cũng là mẫu thân của ngài, không thể trực tiếp gọi tên húy của ngài được. Thiếu gia không thắp hương sao? Hương tục sao có thể xứng để tế bái tổ tiên? Đợi ta lấy vạn tỷ sinh linh Bắc Nguyên máu tươi, trăm tỷ yêu tộc thập vạn đại sơn hồn hòa rồi sẽ tế bái. Xem ra thiếu gia những năm nay bị đả kích quá lớn rồi, đều có chút điên cuồng rồi. Trường công chúa phủ nằm trong hoàng cung, cách Trấn Bắc Vương phủ không xa, nhưng thị vệ canh cửa truyền tin tức đi rồi lại không thấy trường công chúa. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy nam bá quay lại, bèn rời đi trước. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa lớn, trên đường phố đột nhiên nổi lên cuồng phong dữ dội. Cách đó không xa có một người cầm thương đứng. Thiên Tâm hiệu ủy Vô Khả đến đây mời Trấn Bắc Vương về núi. Trên núi có mẫu lão hổ, ta không về, nếu ngươi không về sẽ chết, mẫu thân ngươi sẽ không bảo vệ ngươi, ngươi nên hiểu rõ. Ngươi nghĩ Trấn Bắc Vương sẽ sợ chết sao? Nhìn kiếm nhất chậm rãi đi xa, bàn tay nắm thương khẽ run rẩy. Trấn Bắc Vương năm xưa danh tiếng quá lớn, kẻ thù cũng nhiều. Từ lúc kiếm nhất đặt chân vào hoàng thành, âm mưu ám sát đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn ta muốn đi đâu? Quản hắn ta đi đâu? Đêm nay hắn ta chắc chắn phải chết. Đại Tần không cần Trấn Bắc Vương gây chiến loạn. Quả nhiên xa suốt rồi, vài tên thị vệ nhỏ bé cũng dám cản quản gia của Trấn Bắc Vương phủ. Thiếu gia, sao ngài lại đến đây? Kẻ nào đến, dám ở trước cửa hoàng cung làm càn? Trường công chúa, không xong rồi, tiểu công tử cầm kiếm xông vào hoàng cung rồi. Không cần quản hắn, giết thị vệ trong cung, bệ hạ tự sẽ xử lý. Ta sắp đột phá chiêm tinh cảnh rồi, nếu không phải Đại Tần diệt vong, những chuyện khác đừng đến tìm ta, nô tỳ tuân lệnh. Vươn tay hái sao thăng tiên, thật là một thế giới mỹ diệu biết bao. Lũ phàm nhân đáng cười, lũ hề đáng cười, vậy mà luôn bị tục thế ràng buộc. Kiếm nhất tiến vào, bước vào hoàng cung, nhưng tình hình trong hoàng cung rất kỳ lạ. Ngoài mấy tên thị vệ cánh gác vừa rồi, hắn không gặp thêm ai khác. Rất nhanh hắn đã đến Đông Cung. Phía trước là cấm địa Đông Cung, mời Trấn Bắc Vương đi đường khác. Long sàng của hoàng đế cũ ta còn lăn qua rồi, trên đời này làm gì có cấm địa. Hắn thật sự lăn trên long sàng của ngươi sao? Lăn lăn, lúc đó ta còn cho hắn một bao lì xì lớn, bao lì xì lăn giường, như vậy mới sinh được con trai. Nhanh lên, sắp đánh nhau rồi. Nhất kiếm, đoạn niệm. Chết tiệt, đây là kiếm gì? Sao ta không nhìn thấy gì cả? Nhưng trong vô hình dường như có thứ gì đó chưa biết. Điện hạ cứu ta. Trấn Bắc Vương, trước cửa ta, giết người của ta. Ai cho ngươi lá gan đó? Người của ngươi cản đường ta, ai cho hắn lá gan đó? Vương Húc nghiến răng, sát ý trong mắt không hề che giấu. Nhưng bây giờ mất đi thị vệ áo đen, hắn không chắc có thể chạy thoát khỏi tay đối phương. Hơn nữa hiện tại cấm vệ quân không hề có động tính, thái độ của vị cửu ngũ chí tôn kia đã rất rõ ràng. Chuyện của Trấn Bắc Vương, hắn ta chọn xem náo nhiệt, mời các vị cứ nói tự nhiên. Ngươi tìm bổn thái tử có việc gì? Những kẻ theo dõi ta là do ngươi sắp xếp, không phải ta. Vậy thì không có việc gì nữa. À đúng rồi, gần đây ta đang làm hộ vệ ở phủ Vương Húc. Mời ngươi nể mặt một chút, đừng đến gây chuyện, ta thích yên tĩnh. Kiếm nhất không để ý đến thái tử đang tức giận đến ngã lăn ra đất. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn về phía xa một cánh cổng cung đóng chặt. Đứng lặng hồi lâu, tu tiên phi thăng, đợi đến mùa thu tháng 9 ngày 8, ngựa đạp tiên giới, chặt đất tiên nhai, đợi ta diệt trừ tiên giới này, ta sẽ khiến ngươi không có tiên để tu, tất cả đều phải ngoan ngoãn ở lại hạ giới tu luyện cho ta. Tình hình bên ngoài phủ Hân Nhiên thế nào rồi? Điện hạ, không biết vì sao, nhưng ám vệ kia đều rời đi hết rồi. Mau đưa ta đi gặp ngoại viện lần này mới đến. Hiện giờ hoàng đế bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá nhập đạo thoái vị và trường sinh lâm, lúc đó mới thực sự là phong huyết vũ. Trong hoàng thành này không biết sẽ có bao nhiêu người bị tru di cửu tộc. Hồng Phong Cốc, Hoa Thần Phi Bài Kiếm. Điện hạ, quả không hổ danh là thiên tài của Hồng Phong Cốc, thực lực quả nhiên lợi hại. Quý tông không phải phái đến 4 vị thiên tài sao? Không biết còn một vị thiếu niên tuấn kiệt hiện giờ đang ở đâu.
lâu rồi không gặp biểu ca. Biểu ca, huynh hình như rất sợ ta. Đừng lại gần ta. Đừng sợ, ta sẽ không ăn thịt huynh đâu. Kiếm Nhất vẻ mặt bất lực nhìn nhị hoàng tử bỏ chạy. Trong năm vị hoàng tử, kẻ vô dụng nhất chính là vị này. Thái tử tính tình tàn nhẫn, lại có một nhà mẹ đẻ tốt, người ủng hộ hắn ta rất nhiều, thực lực cũng mạnh nhất. Tam hoàng tử dựa vào Trấn Quốc thần soái Tuyết Yêu, thực lực cũng rất mạnh. Tứ hoàng tử tuy không có môn phiệt thế gia hùng mạnh làm hậu thuẫn, nhưng tư chất yêu nghiệt, được xưng là thiên tài số một Đại Tần, hiện nay đã là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, trấn thủ Bắc Nguyên Tinh Nguyệt Quan. Còn về ngũ hoàng tử, thằng nhóc con đó cái gì cũng không hiểu, cũng coi như sống thoải mái. Lạc huynh, rảnh rỗi không có việc gì, không bằng chúng ta ra phố dạo chơi, xem có linh dược nào thích hợp không? Được, Kiếm huynh, không vấn đề. Kiếm Tu, có lẽ linh dược ngươi cần, Huyên Bảo Lâu có thể mua được. Nghe nói Huyên Bảo Lâu có vô số linh đan rượu dược, rất nhiều loại là thứ mà vùng đất này trước đây chưa từng thấy. Nghe ngươi nói vậy, Huyên Bảo Lâu này đúng là phải đi xem thử một chút, có lẽ thật sự có thứ cần thiết. Nhìn tên nhà quê kia kìa, chắc là lần đầu tiên ra khỏi phi tiên cảnh, nhìn ngẩn người ra rồi. Nhóc con, chén rượu này bản công tử mời ngươi. Quả là rượu ngon.